Tổng hợp những khoảnh khắc hài hước khiến người xem không nhịn được cười. Ô trời đất ơi, coi cái tướng nhóc con kìa trời. Lời nói có thể không có sỏi nhưng mà khí thế và thần thái không có hề lép vế đâu á nghe. Ủa? Rồi xong. Mặc váy dài làm gì chị gái ơi? Rồi rồi, mày xong rồi. Thôi để con tự xử luôn đây. Hả? Ai ố thì mà. Trời trời, sợ chị đó như vậy luôn hả? They ask you how you feel, just have to say you're fine. You're fine. You just can't get into it because they would never understand. Đi học mùa hè kiểu. Trời ơi, là... trời ơi. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà như thế này cả. Khi nhà bạn mặc định ai ăn sau cùng là phải dọn dẹp á thì. Ủa? Gì vậy? Oh, hello there. Cái gì vậy bà nội? Ủa, diễn thần sao vậy ta? Chờ điền cái là nín liền. Người đến. Trời đất ơi, gái lứa gì mà ngồi tè he vậy? Chịu luôn á. Ủa gì vậy? Ôi đất ơi, lấy trứng thôi mà tư thế quá chị gái. Ảo thật đấy. Này thì ngủ không có chịu chơi với nhóc con nè. Trời ơi, trời. Rồi xong. Thông minh lắm. Cũng là lướt sóng mà địa điểm thì nó lạ dữ lắm. Trời ơi, trời. Ảo thật đấy. Lính mới tập gym kiểu. Ê, cái gì vậy trời? Cách xin tiền chồng nhanh nhất là đây. Ủa? Gì vậy? Ngạo thật đấy. Ủa gì vậy? Người đến. Nice. Hí hí cha. Bra. Cái gì vậy trời? Đột kích như vậy ai mà đỡ được? Chị em ôm cái tấm cả hai luôn nha. Hả? Rồi coi ai lì hơn ai nha. Trời ơi, trời ơi. Người đến. Cái gì vậy trời? Này thì mãi chơi game nè. Trời đất ơi, tha hồ mà dọn nghe. Bây giờ cảm giác nó nhức nhức cái đầu. Nhà có những đứa con đam mê sticker kiểu. Trời ơi, là...
Rồi rồi, quay xong rồi. Chà, đông con cũng mệt ha. Mệt quá ba ba, chà bú chà bú. Tức ông bà bô gói á, bỏ nhà đi cho ông bà coi mới được. Bỏ nhà dữ chưa? Tới cái cửa gầy tự quay về rồi đó. Bé tí thì chỉ được cái là mạnh miệng là giỏi thôi à. Uống tắm không anh bạn ơi? Rồi rồi. Thì rủ rê nha. Hai bạn nhỏ đang ngồi chơi, thấy bạn gái ăn bánh giò nên bạn trai kiểu. Cho xin miếng nếm thử đây. Làm trò gì vậy má? Xin hẳn ho chứ ai là bóp mồm bạn ra mà nếm vậy. Mặt cô nhóc sửng sốt quạo quạo. Cẩn thận là bị ăn đòn đó nha. Anh trai này đưa vợ đi siêu âm bị lại. Ôi, ổng chột chột nhéo nhéo cái bụng của bà chị này nhảy từng từng. Trời ơi, mới có lộ hai vạch được có một hôm thôi mà hào hứng đến vậy luôn rồi hả? Vừa thôi nha, cho em bé còn lớn nha ông. Có ai giống anh trai này không nè, comment xuống phía dưới nha. Nè, của cô 13kg nha. Chị gái không có tin tưởng, quay ra xe, lấy cái cân vào á thi. Ra là đã 13kg hơn, nhưng mà bác đã lấy rẻ cho mình. Trách nhầm bác rồi. Mặt bà thím áo đỏ tiểu thở phào nhẹ nhõm. Xíu nữa là bị nhỏ đó phát hiện rồi. Sợ quá đi. Chị gái đang uống nước lướt điện thoại thì cô em cầm cái chậu xanh lao tới hất á thi. Ủa sao tưởng thế nào? Hóa ra gan của chị cũng nhỏ như thỏ đé thôi à. Cô chị sợ hãi ôm đầu rơi điện thoại và sữa xuống đất. Trời ơi, có quả em gái đáng đánh thế nhờ. Anh trai kêu thằng em ném vỡ cái bát và mách bà. Trời ơi. Bà ơi, cái con gà này nè, nó làm vỡ cái bát á. Ba mẹ bực mình, lôi cánh của mẹ đem đi thịt luôn. Cái quạt tác chiến đã thành công rồi nha. Đúng là mưu mẹo thiệt chứ. Nhà mình thấy hành động của hai anh em này sao nè? Comment phía dưới phần bình luận để trùng tin hai biết với nha. Cặp đôi này đi xem phim nhưng mua tận 3 cái bỗng ngô cỡ bự kiểu. Rồi, không có biết là đi xem phim hay là đi ăn tối luôn vậy trời. Chị gái ôm 3 cái túi bỏng rồi bất cái ngờ. Thôi, còn cái nhiệt nha chị. Tham thì thâm là rơi hết cái ăn luôn rồi. Cái nhà có cô con gái nết na đảm đang như cô tấm kiểu. Coi con bé đi bắt cá về mà mặt mũi bơ phờ như bị gì ghẻ ép vậy á. Cơ mà có khiếu bắt lắm mà ngang. Cá đầy cả túi áo túi quần các thứ luôn nha. Trưa nay là có món ngon rồi. Khi bố hướng dẫn cho con trai đánh golf và cái kết. Con nhóc đứng đúng cái dáng bố bảo và vuông gậy. Cơ mà nó lạ lắm. Thôi thì đành lấy chân mà đá vậy. Rồi xong luôn. Từ cái bộ môn quý sa tộc, bây giờ thì thành một bộ môn thể thao vua. Cho cuối cùng là thành bóng chày. Gì mà kỳ cục vậy cơ. Ông bố dạy con trai vứt rác đi lại. Đó, lấy tay che mũi lại nè he. Tay kia thì cầm rác rồi bỏ vô thùng nha con yêu. Cậu bé cũng kiên nhẫn lắng nghe rồi làm theo chứ. Ura, thành công rồi nè. Giỏi quá nha. Cậu con trai ra ăn tối với bố thì tiện cái tay kéo cái ghế gọn ra cho đỡ dướng và cái kết.
đúng là trời. Ông bố đang ngồi im tự dưng là rời bỏ vị trí làm chi mà ngồi một rồi nằm luôn dưới sàn. Đúng là hảo quý tử luôn mà. Em gái váy đỏ bị kẹt cái váy vào cửa xe ô tô. Á thì ui da, đã mắc kẹt không có đi đâu được rồi là còn chọn đúng cái chỗ xe hút gió nữa chứ. Gió thì cứ thổi phần phật như vậy thì sớm có chuyện xảy ra nha. Mau cứu em đi. Tôi là tôi thấy em gái này nhỏ lắm luôn á. Còn bạn thì bạn thấy em gái này có nhỏ không? Comment xuống phía dưới coi mình có cùng ý kiến không nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Trung Tính này để tiếp tục theo dõi những tình huống hài hước trong cuộc sống nha. Xin chào.